Trên thực tế, dữ liệu đo lường chỉ số khán giả càng minh bạch và chi tiết sẽ càng giúp cho nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong việc quy hoạch các kênh truyền hình, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp tôn chỉ. Không những vậy, với các nhà đài hay là các đơn vị sản xuất truyền hình, những dữ liệu này còn được nhìn nhận là yếu tố quan trọng, thậm chí là yêu cầu sống còn cho thành công của một kênh chương trình hoặc một kênh truyền hình. Là một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, có lượng khán giả lớn tại phía Nam, với gần 200 kênh chương trình truyền hình đang truyền phát mỗi ngày. Song, đại diện của công ty truyền hình cáp Thành phố Hồ Chí Minh, HTVC thừa nhận, từ lâu họ vẫn thiếu những con số cụ thể, khách quan về thói quen xem truyền hình của khán giả, nên rất khó điều chỉnh các kênh chương trình. Đó là cái nhu cầu thực sự bức thiết rồi, thực sự cần thiết rồi. Chúng tôi sẽ biết được rằng là kênh nào khán giả quan tâm xem nhiều ở từng thời điểm, từng thời gian. Và chúng tôi sẽ sàng lọc, gạn bỏ những cái kênh mà khán giả không có nhu cầu hoặc là những kênh mang tính dư thừa. Không chỉ HTVC, mới đây, tại một hội nghị quốc gia về phát thanh truyền hình, nhiều ý kiến cũng khẳng định dữ liệu rating khán giả chính xác và khách quan bao nhiêu, họ càng có cơ sở quan trọng để đánh giá lại chương trình, xây dựng chiến lược nội dung theo nhu cầu khán giả. Song, bấy lâu, dữ liệu cần này chỉ được cung cấp từ một đơn vị nước ngoài, Kanta Media với TNS. Chưa bàn đến vấn đề giá mua, tính khách quan của số liệu cũng vẫn là một dấu hỏi. Trước đây đó, thì tôi cũng phải nhờ một cái đơn vị, người ta đo rating cho đài Đồng Nai. Mỗi năm cũng phải bỏ ra một khoản kinh phí. Đó, nhưng mà tôi thấy không hiệu quả. Bởi vì đo rating theo cái dạng là thủ công. Cho nên là tôi thôi. Không có một chỉ số khoa học để mà mình cập nhật. Từ đó mình có thể điều chỉnh. Chính vì vậy, hệ thống đo lường khán giả Vietnam Time sử dụng công nghệ hiện đại, phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình xử lý dữ liệu minh bạch được coi là một cơ sở tham chiếu tốt, công cụ đánh giá chính thống, cần thiết giúp các đài truyền hình nâng cao chất lượng kênh chương trình. Quan trọng không kém, đấy là thị trường truyền hình sẽ có thêm một cái chỉ số nữa để đối chiếu tham khảo, đảm bảo tính khách quan của các chỉ số đánh giá và chỉ số làm căn cứ cho thị trường quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam. Bởi vì đây là cơ quan quản lý nhà nước. Với những công cụ, những thiết bị hiện đại, chứ không phải đo thủ công, một cái ngẫu nhiên. Và từ đó thì biết rằng hạt gạo mình thải lên trời thì nó rơi chỗ nào. Và từ đó thì mới có một cái chiến lược quảng cáo. Cái này là cái mong chờ tôi từ lâu rồi. Và chúng tôi sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên đăng ký sử dụng hệ thống này. Với lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đang được đẩy mạnh thực hiện, các hộ gia đình, các thiết bị đầu thu, TV có thể xem các kênh chương trình truyền hình số, chuẩn công nghệ DVB-T2 đang tăng lên từng ngày. Chính vì vậy, nhiều ý kiến từ các đơn vị sản xuất truyền hình cũng cho rằng trong cấu trúc banner, đo mẫu thì Vietnam Time cũng cần có một tỷ lệ tương ứng cho hệ thống truyền dẫn số. Như vậy, cơ sở dữ liệu về người xem truyền hình sẽ đầy đủ hơn, sát thực hơn.